Chào tất cả mọi người nhá. Hiện tại mình có đang sửa một chiếc bếp từ công nghiệp. Với cái lỗi của nó đây này mọi người này. Mình có ghim điện vào thì nó cứ hiển thị thế này thôi. Cái hệ thống hiển thị này nè. Và không điều khiển bất kỳ cái gì được mọi người nhé. Như vậy là mình đang xác định là vi xử lý đang có vấn đề, đang không chạy. Thì trước khi sửa ấy, thì mình cũng nói qua cho mọi người, cái video này mình sẽ hướng tới là cho mọi người tham khảo cấu tạo của một chiếc bếp từ công nghiệp, xem nó cấu tạo như thế nào và nó khác những bếp từ dân dụng ra sao nhé. Thì chúng ta hiểu lúc này bếp từ công nghiệp là những cái chiếc bếp từ nó hoạt động với công suất lớn hơn. Ví dụ như ở chúng ta bếp từ đơn của chúng ta thì nó chỉ rơi vào khoảng 2000W là cùng thôi, nhưng mà riêng cái bếp này nó phải vài kW mọi người nhé. Và chúng ta để cái mâm từ của nó này, chắc là mâm đồng đấy, dây nó rất là thưa mọi người nhé, nó cực kỳ thưa luôn, nó đặt trên một cái đáy nồi to mà mọi người. Đây cũng là lõi ferrit này, mâm từ này, cả biến nhiệt ở giữa nhá. Đây là cái mâm từ của nó, trông rất thô sơ như này thôi. Quan trọng là cái mạch này này. Thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người trước đã, sau đó mình sẽ sửa nó nhá. Thì điện áp AC vào ấy, vào cái cọc này này, nó sẽ có những con tụ lọc AC, tụ chặn cuộn lọc này, rồi tụ này. Nó có hai con tụ 3,3 mm lọc nguồn AC 220 vào, mình đang tháo ra để mình đấu qua bóng đèn mà, để mình test mà. Thì cái nguồn AC đấy ấy, nó sẽ đi vào cái con biến áp này. Đây là biến áp nguồn cấp trước, nó sử dụng biến áp sắt từ nhá. Sơ cấp là 220, 220 này. Còn thứ cấp ấy, nó sẽ ra hai mức nguồn là 0V là chung rồi, 12V và 25V. 25V này mình đoán là cho để tạo ra nguồn nuôi cho khối driver. Còn 12V này chắc là hạ ra rồi sẽ qua 7805 để hạ ra cho các 5V cho vi xử lý ấy. Và tất nhiên là nó có nuôi cả quạt nữa mọi người ạ. Nuôi cả quạt, mình có thấy nó có hai cái rắc đấu quạt là mát này này. Thì trên này nó sẽ có một cái con led 7 đoạn này thôi, để nó hiển thị cho chúng ta mà là bật ở chỗ nó chạy hay là ở mức độ bao nhiêu nhá mọi người nhá. Và đây chính là cái phím điều khiển. Cái phím điều khiển này cũng khá đặc biệt này. Phím điều khiển nó chỉ là một cái vặn này thôi mọi người ạ. Chính ở chế độ giữa này thì là nó là chế độ tắt. Thì chúng ta để ý nó hơi khác một chút, mình cũng giới thiệu qua cho mọi người nhé. Chúng ta đây biết đây là cái nam châm nhé. Đây là cái nam châm này. Và đây là cái nam châm này. Và đây chính là một cái chúng ta hiểu nó như là cái công tắc từ ấy. Khi mà cái nam châm ở con đen đen này, ở con đen đen này thì là nó sẽ thông chập với nhau. Nó như là một cái công tắc ấy. Thì nó cứ vị trí cái nam châm nó nằm ở con này ấy, thì là nó sẽ có sự phân áp qua các con điện trở khác nhau. Thì là nó sẽ có nguồn 5V và GND và một cái xung điện áp đưa ra dây đỏ này đi cho vi xử lý biết được là người sử dụng đang bật on và ở mức độ công suất như nào nhé. Công tắc của nó không phải dùng chiết áp VR mà nó lại sử dụng là những cái công tắc từ, rất nhiều cái công tắc từ bé và cái nam châm này đấy, mình hút cái đấy của mình nó hút dính như này cơ mà. Thì nó chỉ là cái phần điều khiển thôi, phần hiển thị thôi. Quan trọng là cái phần mạch công suất này chúng ta sẽ thấy này. Cái mạch công suất này thì nó sẽ có một con IC vi xử lý đây này. Và hiện tại mình đang nghi ngờ con IC vi xử lý này đang không chạy, nên nó cứ hiển thị như thế thôi. Nó sẽ giao tiếp với phím điều khiển thông qua cái cáp mình rút ra này, cái cáp 3 chân đấy. Và giao tiếp với cái vỉ điều khiển này nữa để hiển thị cho chúng ta đấy. Và đây là cái khối nguồn cấp trước, nó có con cầu diode chỉnh như rất là to, chắc là cho quạt làm mát công suất nó lớn, bởi vì bếp từ công nghiệp quạt nó làm mát công suất nó lớn lắm. Nhiều cái bếp từ công nghiệp thì mình thấy quạt làm mát nó chạy trực tiếp 220 cơ. Nhưng con này thì nó lại chạy qua cái nguồn này. Thì điện áp AC vào nó sẽ phải đi qua một cái cột chì, để có sự cố thì nó sẽ chập mọi người nhé. Và tiếp theo ấy, cái điện áp AC đấy ấy, nó đi tới công suất ấy, phần công suất ấy, nó sẽ đi tới hai cái cầu chỉnh lưu lắp song song này. Đây là AC 2G AC vào này. Và đây là âm này, đây là dương này. Dương ra này, đi qua quạt lọc như bếp từ của chúng ta thôi. Rồi được lọc bởi hai con tụ lọc này, là lọc nguồn DC 300V cho phần công suất đấy mọi người ạ. Tiếp theo ấy, là nó sẽ có đầu ra, cái ra mâm từ này thì nó sẽ có hai con tụ 0,27 mm song song nhau để là tụ cộng hưởng nhé mọi người nhé, hai con tụ này này. Và đặc biệt ấy, là chúng ta sẽ để ý này, 1, 2, 3, tức là IGBT nó sẽ có 3 con IGBT đấu song song nhau mọi người nhé, với chân C ở đây, chân E ở đây và chân B ở đây. Chúng ta để ý C chung nhau hết này, E chung nhau hết này. Chỉ có cực G ấy, là được đi qua con 10 ohm để đi vào khối driver thôi. Nó chỉ phân áp qua một con điện trở 10 ohm, các cực G khác nhau như vậy thôi. Nhưng nó sẽ gộp chung vào một khối driver Và khối DV nó sẽ làm như là những con transistor dán bé xíu trên này thôi. Và trên mạch này nó có một con LM339 để nó sẽ nhận diện các các điện áp liên quan đến nhận nồi hay bảo vệ điện áp thấp các thứ mọi người nhé. Trên nghe mình đứng đây này. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy nó thiết kế khá là giống những cái bếp từ đơn của chúng ta, nhưng có cái là cái phần công suất của nó thì có quá là khủng luôn, thì nó tăng được cái công suất lớn mà. Và cái một dây AC vào này đi tới cái cầu chỉnh lưu cho phần công suất ấy, nó sẽ đi qua một cái cuộn CT cả miếng dòng này để nó phần công suất hoạt động lớn nhỏ, thì dòng chảy qua đây mạnh lớn nhỏ khác nhau ấy, thì bên thứ cấp nó sẽ có cuộn có số vòng dây rất lớn ấy, nó sẽ cảm ứng ra điện áp ấy. Và cái điện áp cảm ứng này ra nó sẽ được chỉnh lưu, được phân áp đưa về một chân của vi xử lý, để vi xử lý sẽ biết được là công suất tiêu thụ dòng như thế nào mọi người nhé. Nó có một con VR để chỉnh được công suất này mọi người này. Như vậy là một cái mạch bếp từ công suất nó mà bếp từ công nghiệp nó cũng thiết kế la lá giống như cái bếp từ của chúng ta thôi, nhưng mà nó có một cái nhiều khác như vậy. Và như cái con này nó đang bị lỗi như vậy này ấy, thì đầu tiên mình sẽ kiểm tra nguồn nuôi cho con vi xử lý này xem ok không. Thì nguồn nuôi chắc chắn nó sẽ đi qua những cái mạch hạ áp tuyến tính, sẽ có con 7805 đấy. Mình nhìn thử nhá. Thì đây là cái con tụ lọc. Mình đoán đây là tụ lọc nguồn nuôi cho nó này, nguồn nuôi chân cho nó này. Và khi mà chúng ta kiểm tra nguồn nuôi 5V ok, chắc chạy 5V thôi, thì chúng ta sẽ kiểm tra nữa là như con này nó sẽ có con thạch anh dao động bên ngoài nhá. Thì có thể là thạch anh hỏng, hoặc linh kiện trên mạch dao động hỏng thì nó không chạy được nhá. Nhưng con này mình thấy nó có một cái mên xỉn lắm, như là mỡ nó bám ấy mọi người ạ. Dầu mỡ nó bám ấy, thì nữa mình sẽ đi vệ sinh sạch nó đi, như là dầu mỡ nó bám này. Khách trước khi gửi cho mình chắc cũng đã lau qua rồi, mình thấy là nó bám. Bởi trong môi trường công nghiệp, trong môi trường bếp công nghiệp, bếp nấu nó có bám dầu mỡ nhiều. Thì đây mình sẽ ghim điện và mình sẽ đo thử cái mức nguồn trước, sau đó mình sẽ đánh vào con phần dao động. Con thạch anh dao động, mình thấy con thạch anh dao động nó chạy con thạch anh 8B mọi người ạ. Cái này không phải sửa công suất. Hy vọng là con vi xử lý không phải nó lỗi, mà nó lỗi linh kiện trên cái phần nguồn hoặc là phần tạo dao động thôi. Mình ghim điện này và mình đo cho mọi người tham khảo cái mức nguồn VCC cho nó là ở đây nhá. Mình có thấy con tụ bé mà. Đấy, nó được 4,99, tức là 5V rồi này. Như vậy nó đã có 5V nuôi nó rồi. Trên cái con mạch này nó có chỉ có một con IC dán, nó không phải IC vi xử lý, nó chỉ là con có tên là 74HC164, nó là con quét led thôi, để tạo hình led thôi mọi người nhé. Và nó đang luôn xuất cái lệnh ra là led hiển thị như thế này mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ kiểm tra thạch anh. Thạch anh này linh kiện trên cái phần dao động nhá, để xem nó có chạy không này các bạn này. Bao gồm có con thạch anh 8M này. Rồi là có hai con tụ dập xung nhiễu chạy hai chân về mát, hai chân thạch anh về mát nữa. Với những con thạch anh hai chân thì nó luôn có tụ như vậy nhé. Còn với con thạch anh ba chân thì nó sẽ không có tụ đâu. Các bạn để ý này. Đây là hai chân của con thạch anh này để tạo ra dao động này, sẽ đưa vào hai chân này của vi xử lý. Và nó có luôn có hai con tụ là dập về mát này mọi người này. Mát đây mà. Tụ này. Giả sử tụ hỏng hoặc là thạch anh hỏng thì nó cũng mất một cái điều kiện cho con IC này chạy nhá. Như cái mạch này nó có đặc điểm nó có con điện trở lối giữa hai chân thạch anh này. Con điện trở lâu đen xanh lá cây 1M mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ hút đống này ra để mình kiểm tra. Hút sạch nó ra luôn, để tính nữa này lấy xăng vệ sinh nó nữa. Mình thấy nó cứ bẩn bẩn như là có mỡ ấy. Có dầu có mỡ ấy. Đấy, đây này, ở dưới nó cứ có như mỡ rất là bẩn mọi người ạ. Để tí nữa mình đi sẽ đi vệ sinh sạch đi. Có khi cái mỡ này nè, mà lại có hơi mắm muối ấy, là nó sẽ chập hỏng thạch anh ấy mọi người ạ. Mình kiểm tra con thạch anh này thì tí nữa mình sẽ phải thay thử, chứ không đo được thạch anh, nhưng mình sẽ đo thử hai con tụ này xem hai con tụ này nó có chạm không. Mình cứ như là chân nó cứ bám cái bẩn bẩn ấy các bạn ạ. Để đo tụ này thì con tụ này thì chắc nó chỉ số rất là nhỏ. Nếu nó chết thì nó sẽ chập thôi mọi người nhé. Mình đo thử. Ôi, các bạn ra bệnh rồi. Tụ chập này. Con này nữa này. Cả hai con tụ đều chập luôn mọi người ơi. Như vậy là khả năng là do cái dầu mỡ nó bám vào, và con tụ này chất lượng không tốt nên nó dỉ, nó ẩm thấp lâu năm ấy. Một thời gian này là nó đi lên theo cái dây chân sắt này, nó đã làm chập mà hai con tụ này rồi, thì khả năng là con 8E này, con Thành Anh này không chết đâu. Bây giờ mình sẽ kiếm tụ đã, sau đó mình sẽ rửa sạch chỗ này đi rồi mình thử xem nó ok không nhá. Mình vừa rút hai con tụ có trên thân nó ghi 47G, khoảng là 10G cũng được nhá. 10G tốt hơn, nhưng mà mình rút đúng cái vị trí là con Thành Anh của một cái bo xác của mình như này. Con Thành Anh dao động này nó có hai con tụ, luôn có hai tụ Thành Anh hai chân rồi luôn thế nhá. Để mình theo xem thử nó chạy không. Đây thì tụ nó mà không chập thì nó sẽ như thế này, đây cho mọi người tham khảo nhé. Con tụ này mình có vừa rửa qua rồi thì nó vẫn chập mọi người ạ. Nó chập không luôn. Con tụ này không chập này. Và Thành Anh mình cũng vệ sinh sạch chân ở dưới, chân dưới nó quá bẩn luôn. Nó như là mỡ nó bám ấy. Như vậy nó sẽ không dao động tốt được. Và cái chỗ này mình cũng vừa lấy xăng mình vệ sinh thử. Mình vệ sinh, mình lấy xăng mình đánh sạch nó đi rồi. Thử xem nó có lên được không nhá các bạn nhá. Đây là chân cảm biến, còn hai cái rác này cắm cho quạt các bạn ạ. Đây chúng ta sẽ để ý cái mình ghim điện nhá. Ôi trời, quá ngon luôn các bạn. Nghe tiếng kêu loa kêu tít là vi xử lý đã chạy rồi nhá mọi người nhá. Các bạn để ý nó đang nhấp nháy chế độ chờ này, và mình nó on này. Đấy, mức 1. Nhớ báo C này là chắc là mình chưa kết nối hết mọi người nhá. 2 này, 3 này, các bạn nghe nhé. Đấy, chế độ này chế độ tắt này các bạn này. 1 nó báo lỗi rồi, bởi vì mình đang không kết nối hết mà. Như này ban khá là hay và dễ. Như vậy là mình đã sửa một cái bếp từ công nghiệp với cái lỗi của nó là bị treo. Tức là nó hiển thị gần giống số 6, mất một dấu vạch. Nguyên nhân của nó là phần dao động có sự cố. Cụ thể là hai con tụ trên hai chân của con Thành Anh 8E tạo dao động bị chập. Và cái chập này do chất lượng linh kiện là một, và thứ hai nữa là bị bám dầu mỡ mọi người ạ. Dẫn tới nó bị xảy ra lỗi như này nha mọi người nhá. Mình sẽ kết thúc video này ở đây nhá, bởi mình đã sửa ok nó rồi, mình cũng chả cần thử công suất. Chào mọi người nhá.